Hello, chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ review chuyển sang pan dưa nha. Đây, pan dưa đây. Ra pan dưa này mình đã mất rất nhiều công sức để có thể xay được nó. Đây chính xác là bánh xích của nó này. Rất tốt này. Đó. Đây là hai cái ống khói của nó. Bên trong khoang của nó thì có vẻ như là khá là tuyệt. Nó khá là dễ bị rơi nên là màu. Đây là trong khoang. Đó, có rất nhiều đạn. Súng máy. Còn về phần ở bên dưới này là động cơ. Ở đây là đạn. Bên trong nữa thì có các khoang nhưng mà có vẻ như các bạn không thấy. Ok, video của mình đây là kết thúc nha. Mong các bạn hãy đăng ký cho mình và nếu mà được một video đăng ký thì mình sẽ có một món quà bất ngờ tặng cho các bạn. Bye bye.